bạn thí sinh thân mến, hôm nay tôi đại diện cho ban tổ chức báo cáo tổng hợp kết quả của cuộc thi The Bestseller lần thứ 2. Cuộc thi The Bestseller người bán hàng số 1, đây là cuộc thi về bán hàng và phát triển kinh doanh trong môi trường kinh doanh thực do công ty GON tổ chức, có sứ mệnh hỗ trợ các bạn sinh viên sắp ra trường và các doanh nhân tiềm năng tích lũy tố chất kinh nghiệm và kiến thức thực tế cần thiết cho khởi nghiệp thành công, phát hiện các ứng viên có năng lực cho các vị trí công tác cao cấp của các doanh nghiệp và tìm kiếm chủ nhân của học bổng chương trình đào tạo doanh nhân, trải nghiệm hành trình trở thành doanh nhân tài năng. Với những thử thách của The Bestseller, thí sinh sẽ trải nghiệm hành trình chinh phục thị trường đầy thú vị nhưng cũng lắm gian nan, điều mà bất kỳ doanh nhân thành công nào cũng từng nếm trải. Thí sinh sẽ cảm nhận được cảm giác mất mát khi gặp thất bại hay vui mừng không xiết với từng đồng tiền kiếm được từ sự nỗ lực của mình. Dù thắng dù thua, thí sinh đều có thêm tinh thần quả cảm, dám nghĩ dám làm và bằng phương pháp hiệu quả nhất. Kinh nghiệm của cuộc thi sẽ là hành trang quý giá